chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lan tỏa giải báo chí toàn quốc về công tác tuyên truyền và xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng. Năm 2019, xuất khẩu thủy sản duy trì đà tăng trưởng dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Không khí Tết sớm ở vùng trồng bưởi Tiến Vua nức tiếng xứ Thanh và rất nhiều vùng miền trên cả nước. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ tư năm 2019 vừa diễn ra vào tối ngày hôm qua tại Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới dự. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, qua 4 năm tổ chức, giải Búa Liềm Vàng ngày càng tập hợp được đông đảo người viết, không chỉ là những nhà báo chuyên nghiệp mà còn là những cộng tác viên không chuyên trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi ngày càng phong phú về chủ đề, đa dạng về thể loại và được lựa chọn kỹ từ cơ sở. Thủ tướng khẳng định đây là một thành công lớn, thể hiện sự lan tỏa rộng rãi của giải Búa Liềm Vàng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Các cây bút đã tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống, thậm chí không quản nguy hiểm của bản thân để có những tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2019. Các tác phẩm đoạt giải chính là sự kết tinh về tư duy chính trị, sự nhiệt huyết, thể hiện trí tuệ, lương tâm và trách nhiệm xã hội cao cả của những người làm báo với đất nước, với dân tộc và với Đảng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao giải cho đại diện 5 nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải A của giải thưởng Búa Liềm Vàng. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều tác phẩm đoạt giải A Búa Liềm Vàng lại cùng có chung chủ đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác mạnh mẽ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, một trong những lĩnh vực trọng yếu của công tác tư tưởng văn hóa nhằm bảo vệ vững chắc chế độ và an ninh quốc gia. Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng đã trao giải thưởng cho 10 tác giả có tác phẩm đạt giải B và 15 tác phẩm đạt giải C của giải thưởng Búa Liềm Vàng lần thứ tư. Đã qua 4 mùa giải, có thể nói giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa Liềm Vàng đã tạo ra một luồng không khí mới đối với công tác tuyên truyền về Đảng và xây dựng Đảng đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước. Giải Búa Liềm Vàng cũng đã trở thành một giải báo chí uy tín, có chỗ đứng vững chắc trong hệ thống giải báo chí quốc gia bởi sức lan tỏa rộng rãi của mình. Đã sang mùa thứ tư giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng. Sức hấp dẫn, sự lan tỏa đã tới những người làm báo, trong nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội. Tôi đã đọc rất nhiều mấy bài báo, nhất là báo Quân đội Nhân dân hiện nay. Có một số các đồng chí là đảng viên cũng đã tâm tình và đã nói rõ là giữ được hai chữ đảng viên trên trán, trên đầu mình để mọi người thấy rằng đây là một cái danh hiệu quý lắm. 86 tuổi, 65 năm tuổi đảng. 3 năm nay, ông Hoàng Bắc ở Tuyên Quang đã làm một việc không mấy người ở tuổi này làm được. Đó là liên tục dự thi giải Búa Liềm Vàng. Bài dự thi Búa Liềm Vàng này là tôi tìm hiểu không biết mệt mỏi. Tôi lấy các cái nghị quyết để tôi đọc. Những cái này là nó là cuộc sống tinh thần của mình. Những khóa tập huấn về Đảng và công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, các cơ quan báo chí liên tục được mở. Các tỉnh, thành, ngành cũng kiện toàn ban chỉ đạo. Các báo và phóng viên như được tiếp lửa để đầu tư cho những tuyến bài chất lượng. Từ ban biên tập đến đội ngũ phóng viên đều rất là hào hứng, hứng khởi để tham gia cái giải báo chí này. Và kết quả là trong năm 2019, chúng tôi có số lượng tác phẩm tham gia nhiều hơn so với những năm trước. Bản thân những người làm báo khi sáng tạo những tác phẩm báo chí cũng thấy rằng là câu chuyện của Đảng đã thực sự là một cái gì nội sinh tự nguyện của các nhà báo. Tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng bây giờ không còn là chuyện của riêng những tờ báo, tạp chí chuyên ngành về nội dung này. Thành công của giải báo chí Búa Liềm Vàng trở thành điểm tựa vững chắc cho công tác tuyên truyền về chủ đề vốn được coi là khó, khô và khổ này. Năm 2019, cái số lượng các cơ quan báo chí tham gia nó có nhiều hơn, có nhiều tiếng bài, nhiều nội dung, rất là kịp thời.
tiếp tục lan tỏa. Búa Liềm Vàng giờ không chỉ là tên gọi của một giải báo chí, mà còn trở thành niềm tin, trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam. Những người luôn tâm huyết, mong muốn đóng góp cùng góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chuyển sang một thông tin khác, năm ASEAN 2020 do Việt Nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch đã bắt đầu và hôm nay đợt hội nghị đầu tiên trong năm ASEAN 2020 được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa. Phóng viên Hoàng Long theo dõi hội nghị sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Trong đợt hội nghị này sẽ diễn ra hai hội nghị quan trọng của ASEAN, đó là hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN ngày hôm nay và hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN vào ngày mai. Trọng tâm của đợt hội nghị này là nhằm thống nhất các định hướng ưu tiên xuyên suốt năm 2020 của ASEAN dưới sự chủ trì và điều hành của Việt Nam. Là nước chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ trình bày các ý tưởng, sáng kiến của mình trong năm chủ tịch, cũng như các mục tiêu dự kiến đạt được để các nước cho ý kiến. Tại đợt hội nghị này, thì các nước cũng sẽ rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho năm ASEAN 2020, bao gồm chương trình hoạt động, chương trình nghị sự trong cả năm nay. Năm 2020 có nhiều ý nghĩa với ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng. Với ASEAN thì đây là năm bản lề quan trọng để kiểm điểm giữa kỳ công tác triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng ASEAN 2015-2025. Còn với Việt Nam, đây là mốc đánh dấu 25 năm Việt Nam đồng hành cùng ASEAN. Dự kiến trong năm nay, Việt Nam sẽ chủ trì khoảng 300 hội nghị hoạt động lớn nhỏ của ASEAN xoay quanh chủ đề là gắn kết và chủ động thích ứng cùng 5 ưu tiên đã đề ra để hướng tới một năm chủ tịch thành công cũng như đóng góp và nỗ lực chung xây dựng cộng đồng ASEAN. Đêm qua, Việt Nam đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình tại Mali. Các nước đã nghe báo cáo cập nhật tình hình và hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại quốc gia này, đồng thời thảo luận về các thách thức và giải pháp cải thiện tình hình an ninh tại đây. Ghi nhận của phóng viên Phú Nguyễn từ trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Báo cáo cập nhật của Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình cho thấy tình hình an ninh tại Mali và khu vực Sahel nói chung đang xấu đi ở mức báo động. Bạo lực và khủng bố gia tăng nhằm vào dân thường, quân đội chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh đó, việc thực thi triệt để thỏa thuận hòa bình năm 2015 là con đường khả thi duy nhất cho sự ổn định của quốc gia Tây Phi này. Thỏa thuận hòa bình tạo ra khuôn khổ cho các cải cách chính trị và thể chế cần thiết để khôi phục và phân cấp quyền lực nhà nước, để xây dựng một nhà nước Mali phản ánh sự đa dạng và lợi ích của mọi công dân. Nó cũng tạo ra cơ chế giải quyết những bất bình của những người Mali cảm thấy bị loại trừ khỏi đời sống chính trị và phát triển kinh tế, cũng như những người hầu như không còn hy vọng nào vào tương lai. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, các thành viên Hội đồng Bảo an đã phát biểu ý kiến, ghi nhận những nỗ lực thực hiện thỏa thuận hòa bình trong thời gian gần đây, nhất là việc tổ chức cuộc đối thoại quốc gia tháng 12 năm ngoái nhằm tăng cường đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, nhiều nước cũng chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh xấu đi tại Mali, lên án các cuộc tấn công khủng bố và bạo lực dưới mọi hình thức. Phát biểu với tư cách đại diện quốc gia, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc thực hiện thỏa thuận hòa bình là rất cần thiết, kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ thường dân, ủng hộ các hoạt động của phái bộ Liên Hợp Quốc và nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong duy trì hòa bình và an ninh tại Mali. Mali là quốc gia thuộc khu vực Sahel của châu Phi. Những tháng gần đây, tình hình bạo lực leo thang tại Sahel đã khiến cho binh sĩ nhiều nước và phái bộ Liên Hợp Quốc thương vong. Ngay trước cuộc họp ngày hôm nay tại Hội đồng Bảo an, nhóm 5 nước khu vực Sahel đã tham dự hội nghị cấp cao do Pháp tổ chức và quyết định thành lập Liên minh vì Sahel nhằm điều phối các nỗ lực chống khủng bố và hỗ trợ phát triển trong khu vực. Phú Nguyễn, từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Thưa quý vị, năm 2019 là năm mà ngành thủy sản đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Cụ thể là dịch bệnh liên tục xuất hiện, nguồn nguyên liệu sụt giảm, thị trường đưa ra hàng loạt rào cản mới. Thế nhưng, ngành hàng tỷ đô này vẫn duy trì tốt đà tăng trưởng khi tăng gần 7% về sản lượng và giá trị so với năm 2018. Bước sang năm 2020, dự báo sẽ có nhiều bứt phá đối với ngành này. Cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu cá tra của doanh nghiệp này đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Kết thúc năm 2019, con số tăng thêm 50 triệu đô la. Chưa dừng lại đó, trong năm mới này, doanh nghiệp tiếp tục đưa ra mục tiêu tăng trưởng cao hơn.
chúng tôi cũng sẽ bứt phá tiếp lên mốc 200 triệu và đích tiếp tục cứ một năm chúng tôi sẽ bứt phá khoảng 50 triệu lên, doanh số chúng tăng lên. Không đạt mục tiêu tăng trưởng cao như vậy, doanh nghiệp này kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu tôm của đơn vị tiếp tục tăng trưởng khoảng 10% như năm 2019. Để đạt được mục tiêu đề ra, năm 2020 cũng như nhiều doanh nghiệp khác, đơn vị đã đưa ra cách làm mới. Đặc biệt là các cái vấn đề phát triển cái chuỗi liên kết. Thứ hai là làm sao giữ được cái chất lượng và sản phẩm cũng như là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ ba là đã đầu tư phát triển vào, đi sâu vào chế biến những cái chuỗi hàng giá trị gia tăng. Làm sao để chúng ta khẳng định được rằng thương hiệu tôm Việt Nam có những cái đơn vị mà làm được từng những khâu từ con giống, từ cái nuôi và đến chế biến một cách tốt nhất. Năm 2020, ngành thủy sản đặt mục tiêu đạt được 9 tỷ đô la Mỹ về giá trị xuất khẩu, tăng 7% so với năm 2019. Với sự chuẩn bị tích cực từ các doanh nghiệp, kỳ vọng ngành thủy sản sẽ sớm đạt được và giữ vững tốc độ tăng trưởng nói trên. Cũng liên quan đến ngành khai thác thủy sản thì ngay sau khi EC áp dụng thẻ vàng, chính phủ, các bộ ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân 28 tỉnh thành phố ven biển và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt để chống hành vi IUU bằng nhiều giải pháp. Trong bối cảnh này, buộc nghề cá của Việt Nam phải cải tổ để phù hợp với sân chơi thế giới nói chung và thị trường châu Âu nói riêng. Ủy ban Hải sản của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam với 62 doanh nghiệp đã cam kết chống khai thác, đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo. Còn về phía các địa phương ven biển đã có sự thay đổi rõ rệt trong việc quản lý tàu thuyền đánh bắt xa bờ, đặc biệt là ý thức của bà con trong việc chấp hành pháp luật của nhà nước. Ông Sáu Ninh, giám đốc của một trong những tập đoàn đánh cá xa bờ lớn nhất tại Bình Định, đang kể với chúng tôi về cách thức quản lý tàu thuyền và ngư dân của mình. Đang hoạt động từ xa, đúng đông thường biển rồi bây giờ hoạt động chạy về. Những ngư dân thời đại 4.0 như ông xuất hiện ngày càng nhiều. Họ hiểu rằng phải thực hiện đúng pháp luật, công tác giám sát hành trình chặt chẽ thì mới có thể bám trụ ngư trường và làm ăn có lãi. Nông dân như tôi là thực hiện là 4.0 rồi, có nghĩa là bây giờ tôi quản lý cả tàu tôi qua biển luôn. Nghĩa là sai phạm là ông đều biết cả đúng không? Biết. Nói chung là tôi bất cứ tôi ở chỗ nào tôi biết tôi hoạt động ở tàu đồ máy, chiếc nào ở tàu đồ máy tôi có quán trong bộ. Những khoang tàu đầy cá ngừ đại dương là minh chứng rõ nét nhất về việc đánh bắt hiệu quả. Cuộc khảo sát của quân chủng hải quân cho thấy tại 4 tỉnh miền Trung từ Quảng Nam tới Phú Yên, bà con ngư dân đã nhận thức tốt hơn về phạm vi đánh bắt, về ngư trường, về những tần số cứu hộ cứu nạn và đặc biệt là vị trí các âu tàu làng chài tại quần đảo Trường Sa. Xuất phát từ đất liền, họ đã coi các âu tàu làng chài là những căn cứ hậu cần để tìm tới mỗi khi cần có sự hỗ trợ. Đây là cái vùng đầu thuyền là 200 hải lý này. Đây là cái vùng đánh cá chung này. Qua các chuyến khảo sát vừa rồi thì cái điều đáng mừng nhất là cái sự nhận thức của bà con ngư dân về các quy định của pháp luật để được nâng lên một bước rõ rệt. Hầu hết tất cả mọi người đều mong thời gian tới sẽ sớm tháo gỡ được cái thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Chúng tôi nhận thấy rằng để thực hiện tốt cái điều đó thì cần có cái sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bộ ngành địa phương trong thời gian tới. Trong phiên họp mới nhất của Ban chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Chính phủ một lần nữa yêu cầu các bộ ngành liên quan và đặc biệt là chính quyền các tỉnh ven biển quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động đánh bắt thủy hải sản, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Chúng ta đang làm tất cả vì một nghề cá phát triển bền vững. Xin được chuyển sang phần điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo điện tử số ra sáng ngày hôm nay. Báo điện tử The Malaysian Reserve đã đăng tải bài viết với tiêu đề Việt Nam nên hướng ASEAN tới mục tiêu hòa bình kinh tế. Bài báo này dẫn nhận định của Chủ tịch Viện Nghiên cứu ASEAN CIMP Carey cho rằng dự án này, Việt Nam với cương vị là Chủ tịch ASEAN năm 2020 cần thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ trong việc tăng cường thương mại quốc tế trên nhiều nền tảng. Ông cho biết Việt Nam cũng cần có lập trường vững vàng trong các vấn đề về toàn cầu tại các diễn đàn quốc tế. Hàng rào phi thuế quan cũng đang là một trong các vấn đề cản trở thương mại trong khối ASEAN.
Báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin, ngày 15 tháng 1, Việt Nam và Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam đã ký kết hiệp định viện trợ không hoàn lại cho dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị là 10,5 triệu đô la Mỹ. Dự án này do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ viện trợ không hoàn lại, ủy thác cho World Bank ký kết với Việt Nam. Dự án sẽ bổ sung cho chương trình phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh và giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên cao ở đây. Trang văn hóa du lịch của Trung Quốc cho biết, Việt Nam và Trung Quốc vừa hợp tác ra mắt tour du lịch kiểu mẫu hai quốc gia và 6 điểm du lịch tại Lào Cai và thành phố Hà Khẩu của Trung Quốc. 6 địa điểm này bao gồm Côn Minh, Hồng Hà, Sapa, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Phát biểu tại buổi lễ, đại biểu phía Trung Quốc cho biết khu thương mại tự do thí điểm Hòn Ke của Vân Nam Trung Quốc coi du lịch xuyên biên giới là một trong 4 ngành công nghiệp chính của địa phương, mở ra cơ hội phát triển mới cho du lịch xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam. Báo điện tử NHK của Nhật Bản đưa tin tỉnh Magaji của nước này hướng tới ký kết biên bản ghi nhớ về nhân lực trong ngành điều dưỡng với Việt Nam. Trước tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ngày càng trầm trọng trong ngành điều dưỡng, tỉnh Miyagi đang thúc đẩy việc ký kết biên bản ghi nhớ về tiếp nhận lao động trong ngành này từ Việt Nam. Tháng 3 tới đây, Thống đốc tỉnh Miyagi sẽ sang thăm và làm việc với chính phủ Việt Nam về vấn đề này, với mục tiêu từ giờ đến cuối năm tiếp nhận ít nhất là 20 lao động từ Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: cách ly 2 ca nghi nhiễm viêm phổi cấp nhập cảnh vào Việt Nam mang quốc tịch Trung Quốc. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi triển khai tổ chức đón Tết sớm cho cán bộ chiến sĩ vùng biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, đầm ấm. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Trước thông tin cảnh báo về hoạt động của núi lửa Tanyan tại tỉnh Batangas trên đảo Luzon của Philippines, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân hạn chế đến những khu vực chịu ảnh hưởng của núi lửa này, đồng thời nhấn mạnh cần theo dõi sát, tuân theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Để nhận được sự hỗ trợ trong những trường hợp cần sự giúp đỡ, quý vị có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục lãnh sự đang hiển thị trên màn hình của chúng tôi. Hôm qua 15 tháng 1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Năm 2019, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24, tổ chức cứu hộ cứu nạn hiệu quả 3.852 sự cố. Điển hình là trong cơn bão số 3, đã chỉ đạo kịp thời di rời 984 hộ dân tại Thanh Hóa và 4.836 người dân và du khách tại Quảng Ninh và Hải Phòng đến nơi an toàn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2020, tình hình thời tiết khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự báo có khoảng 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có 5 đến 7 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ngoài ra, nắng nóng, mưa lớn bất thường, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục xảy ra. Do vậy, năm 2020, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục kết nối chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để theo dõi ứng phó sự cố thiên tai, gắn công tác ứng phó với công tác phòng chống thiên tai. Khi xảy ra sự cố phải khắc phục nhanh nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại sân bay Đà Nẵng vừa phát hiện hai người nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện sốt qua máy đo thân nhiệt từ xa. Hai người này đều có quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch bệnh viêm phổi lạ. Ngay khi phát hiện, lực lượng kiểm dịch y tế tại sân bay đã tổ chức cách ly và theo dõi chặt chẽ, đồng thời cũng lập danh sách những người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe. Các mẫu bệnh phẩm của hai hành khách nói trên đã được lấy gửi về Viện Pasteur Nha Trang để xác định tác nhân gây bệnh.
Thưa quý vị, do đặc thù nhiệm vụ của những người lính biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai tổ chức đón Tết sớm cho cán bộ chiến sĩ vùng biên giới. Tại huyện Bình Sơn, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất cùng với người dân địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động như là thi gói bánh chưng, hát bài chòi, rộn ràng và ý nghĩa, tạo không khí vui tươi và đầm ấm. Khác với cái Tết sớm những năm trước, năm nay các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Dung Quất và người dân được hòa mình trong những câu hò vè, những trò chơi dân gian của loại hình văn hóa nghệ thuật ca kịch bài chòi từ các nghệ nhân câu lạc bộ bài chòi xã Bình Thuận. Các tiết mục mang đến nhiều tiếng cười và thích thú cho người xem. Cái đội dân ca bài chòi này nó cũng mới thành lập là cái nhóm này thôi. Hát vậy tôi thấy cũng là hấp dẫn, cái nhạc cụ truyền thống của dân tộc cũng những cái này là rất là hay. Cùng với các tiết mục bài chòi là phần thi gói bánh chưng. Tại đây có nhiều chiến sĩ lần đầu tiên được gói bánh. Đón Tết năm nay thì vui hơn ngoài, thì năm nay là có đồng chí đồng đội rồi với lại là có bộ nhân dân. Cũng trong dịp này, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đã tặng gần 20 suất quà hỗ trợ người nghèo ở xã Bình Thuận và hộ nghèo thuộc diện tái định cư của xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn, với mong muốn mang đến cho người nghèo những tình cảm chân thành và ấm áp. Sau khi tổ chức cho cán bộ chiến sĩ ăn Tết, thì đơn vị sẽ tổ chức cho cán bộ chiến sĩ quán triệt cái nhiệm vụ, tiếp tục sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở các mục tiêu trên các vị trí của cửa khẩu cảng, cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an toàn các công trình trên biển. Tết Nguyên đán là thời điểm thường xuất hiện các hoạt động đánh bắt trái phép, xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta của tàu cá nước ngoài. Do đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã chủ động lên phương án sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân đón Tết cổ truyền. Tết đến với mỗi gia đình, mầm ngũ quả có lẽ là thứ không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên. Và một trong những thứ quả quan trọng nhất chính là trái bưởi. Đó là lý do mà các vùng trồng bưởi bước vào vụ bưởi Tết tất bật nhất trong năm. Và trong phóng sự sau đây thì xin mời quý vị cùng với phóng viên của chúng tôi về xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa để cảm nhận không khí Tết sớm ở vùng quê này. Đây cũng chính là nơi có giống bưởi Tiến Vua màu đỏ tươi nức tiếng xứ Thanh và rất nhiều vùng miền trên cả nước. Cẩn thận cắt từ trên cây xuống từng trái bưởi to, tròn, có màu đỏ tươi. Cách Tết Nguyên đán cả tháng, nhưng cả vườn bưởi rộng hơn một mẫu của gia đình này đã có người đặt mua. Chủ hộ gia đình rất vui vì năm nay gia đình ông có thêm khoản thu khoảng 400 triệu đồng. Mà rồi Tết đến xuân về thì thương lái họ đến họ đặt mua hết. Và gia đình nói chung là làm cái bưởi này thấy được lắm ạ. Vườn bưởi của hàng xóm nhà ông Tư cũng đã được thương lái đặt mua. Chủ vườn cho biết cứ mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán, chẳng có nhà nào trồng bưởi ở làng Luận Văn còn hàng để bán. Có lẽ là bởi người dân ở đây hiểu rất rõ cái gu của những người sành mua bưởi. Cái quả nó nhẵn nó không bị nhám và quả nó hơi bù quá. Đó là quả bưởi nó ăn ngon, chơi qua Tết sang hết cái tháng riêng vẫn đang còn sử dụng được. Gần 30 hectare bưởi Tiến Vua của xã Thọ Sương, cây nào cũng trữ quả. Ai cũng nói bưởi Tiến Vua rất dễ trồng. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng đặc trưng của vùng quê này nên chỉ cần chọn giống tốt là cây sai quả. Nghe thì đơn giản nhưng đến tận nơi mới thấy thật không dễ để có được những trái bưởi đẹp như tranh. Bọc túi ni lông cho những trái bưởi được xem là một khâu rất quan trọng để có thể thu hoạch được những trái bưởi đẹp như thế này. Theo những hộ gia đình trồng bưởi ở làng Luận Văn, xã Thọ Sương thì biện pháp này là để phòng trừ sương muối, sâu bệnh, giúp cho trái bưởi Tiến Vua ở đây phát triển to, đều và bóng đẹp quả. Mỗi trái bưởi Tiến Vua có giá khoảng 300.000 đồng. Dịp cận Tết, giá bưởi có thể tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Kế hoạch xây dựng thương hiệu cho quả bưởi Tiến Vua cũng đã được địa phương tính đến. Dự kiến trong năm 2020 thì thực hiện cái chương trình mỗi sản một sản phẩm thì chúng tôi sẽ đưa cái sản phẩm bưởi Luận Văn để xây dựng cái sản phẩm OCOP để đảm bảo cái sản phẩm OCOP cấp tỉnh và cấp quốc gia. Theo các bậc cao niên, xưa kia bưởi làng Luận Văn dùng để Tiến Vua. Cái tên bưởi Tiến Vua được quen gọi từ đó. Màu đỏ tươi của quả bưởi được cho là màu của may mắn. Đó cũng chính là điều mà ai cũng ước mong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.